Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà một trệt một lầu. Đây thì thuộc của phường phường gì anh? Phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì chủ đang có nhu cầu bán cái căn nhà này, thì giá chủ đưa ra là 2,5 tỷ. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu thì đến coi thực tế cái nhà, và khi dự ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán luôn ha. Nhà thì cũng rất là rộng, diện tích bề ngang 5, dài 11, thì có 50 mét thổ cư. Lộ trước nhà thì lộ 2 mét, một trệt một lầu, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Nhà đã qua sử dụng thời gian thì còn mới cỡ 90% nha. Thì ở phía trước có để chỗ để xe hay bánh ở phía trước luôn. Cách lộ ô tô khoảng 30 mét là tới lộ ô tô. Đây thì cái hướng này sẽ đi ra khu dân cư Metro phường Lợi, quận Cần Kiều ha. Còn hướng quay ngược lại là khu dân cư cho đường hẻm 132, đường 3 tháng 2 chạy vô. Đó, đây qua đó sát bên 30 mét à. Đây thì chỗ này chỗ đậu xe Honda ở phía trước, hai bánh phía trước ha, rồi vô phòng khách rất là rộng rãi thoải mái. Dưới tầng trệt này thì chỉ có một phòng khách và một không gian nhà nấu ăn rất là rộng rãi, nhà tắm đồ luôn ha. Ở đây có thể là tùy theo cách trang trí của nhà, ở đây ngủ cũng được luôn. Phòng phía sau chỗ nấu ăn này rất là rộng rãi luôn, nó có cái giếng trời ngay cái bếp luôn. Thì căn nhà này một trệt một lầu thì hai phòng vệ sinh, ba cũng hai phòng ngủ, và đây là một không gian bếp rất rộng ở phía sau, có thể mình tùy theo gia đình sắp xếp ha, để không gian bếp đây. Đây là cái giếng trời ngay cái chỗ không gian bếp. Đây là giếng trời. Rồi mình mời quý chú anh chị em mình đi lên lầu tham quan trên lầu. Nhà này rất là chắc chắn, đã ở một thời gian rất chắc chắn, không có nứt nẻ gì trên. Này muốn mới sơn nhẹ là cái là mới à. Này mới cũng còn 80-90%. Gia chủ có nhu cầu bán thì pháp lý là thổ cư đã hoàn công, giá tầm 2,5 tỷ là sở hữu ngay một cái nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ rất rộng, hai toilet. Đây phòng ngủ phía ngoài thì diện tích bề ngang 5 thì qua 4, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Quay về hướng hướng đông, đây thì cũng có cửa hành lang ở phía trước luôn ha. Nhà sĩ sinh thì nằm ngay đây, còn đây là cái phòng ngủ ở phía trong. Đây có cái tủ kệ để tư vi đồ đầy đủ luôn, để tư vi trưng bày này kia ha. Trên trần thì có quạt cái trần, còn chỗ này có mở cửa sổ ra không gian của giếng trời. Giếng trời lấy ra ánh nắng sáng rồi vô. Diện tích bề ngang 5 nhân 11 thì có 50 mét thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Lộ giới trước nhà là lộ 2 mét, cách lộ ô tô khoảng 30 mét, cách đường 3 tháng 2 khoảng 500 mét, cách đường Nguyễn Nhân Linh cũng khoảng 500 mét. Đây là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha. Đầy đủ tiện ích, trong vòng 500 mét là đầy đủ tiện ích hết, giữa trung tâm thành phố Cần Thơ.
Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu xã hội thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, sẽ mời quý cô chú anh chị em đi coi nhà. Còn vừa ý thì trực tiếp mình gặp chỗ mình thương lượng luôn. Giá chủ đưa ra là khoảng 2,5 tỷ, giá còn thương lượng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chân thành cảm ơn.